Trận chiến giữa U20 Việt Nam và U20 Iran vào chiều nay trở thành cơ hội quý báu cho đội tuyển U20 Việt Nam khi mà việc đánh bại U20 Iran sẽ đồng nghĩa với việc họ trở thành đội bóng nam đầu tiên của Việt Nam toàn thắng tại vòng bảng của một giải đấu châu Á tính từ năm 1991 đến nay. Lịch sử vẫn còn đọng lại những kỷ niệm với U19 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn giành vé dự vòng chung kết U20 World Cup 2017 với 5 điểm sau 3 trận đấu ở vòng bảng, cùng với thành tích ấn tượng của U23 Việt Nam tại Thường Châu năm 2018 khi cũng có 4 điểm ở vòng bảng. Tuy nhiên, U20 Việt Nam không chỉ đặt mục tiêu ở việc thắng U20 Iran mà còn một mục tiêu cao hơn là giành ngôi nhất bảng B và tự mình quyết định tấm vé vào tứ kết. Dù vậy, thách thức không hề nhỏ khi đối thủ U20 Iran không phải dạng vừa. Mặc dù mới nhận thất bại 2-3 trước U20 Australia, U20 Iran vẫn là một thế lực của bóng đá châu Á, được đánh giá cao về sức mạnh và kỹ thuật. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đội, U20 Việt Nam không dễ dàng để bị đối thủ áp đảo. Chiến thuật phòng ngự chặt, phản công nhanh được xem là chìa khóa cho U20 Việt Nam trong trận đấu này. Tuy nhiên, việc thực hiện chiến thuật này cũng đòi hỏi sự tập trung và khéo léo trong việc bảo vệ khung thành mà cũng không để bị đối phương khai thác lợi thế. U20 Việt Nam đã sẵn sàng đối mặt với thử thách từ U20 Iran, với hy vọng giữ vững phong độ và tiến bước tiếp trong hành trình tại giải vô địch châu Á.